Mấy chú mua sinh nhật ăn chị kho quay ở kia. Nhưng mà phải mượn được quần áo đấy, không mượn quần áo không cho vào video đâu. Ờ, không vào được thì thôi. Nói trước. Làm gì có đâu. Không có quần áo thì không được vào đâu. Ờ, không vào thì thôi. Cháu không có muốn vào được. Muốn vào. Không ăn bánh gato à? Hả? Không ăn, con muốn ăn bánh kẹo à? Không mua mấy trăm nghìn tiền bánh kẹo. Muốn nhưng mà không có áo vào làm gì. Lấy về. Mượn. Mượn người ta cũng chửi cho đấy mà mượn. Ai chửi? Quần áo ở đây được cái là phơi mấy ngày mới khô. Mưa hết tuần này, mưa một tuần nữa. Mưa làm mưa lớn nhỉ? Ừ. Cháu biết mưa làm mưa lớn là gì không? Hả? Không biết. Biết làm sao được từ có đại học Bắc Kinh. Nhớ chắc 2 phút nhé. Cháu đeo cái tay vào đây này, dễ. Đeo. Này, rau mỏi. Đeo vào đây này, cầm vào đây này. Đấy, mỏi ra được, nó thiết kế để cầm. Phải biết cách cầm, này nhá. Ờ, sao mà tự nhiên nó phóng ra như này. Phóng đi, chú, cháu zoom này. Đấy. À. Được bao nhiêu phút rồi? Hơn rồi đấy.